nhìn máy quay nè. Ông làm người ta ngại không ơi. Tự nhiên cái chương trình này tao chui ra chẹp quá. Điện cơ. Điện chương trình này thì đang là sinh viên năm 3 của Đại học Dược. Đang là bác sĩ đa khoa thôi. Bác sĩ đa khoa. Bác sĩ đa khoa cao điểm nhất mày. Bác sĩ quá dữ. Học tiếp tiếp tiếp. Bà Phương, bà lỡ mà quay đi. Từ từ dữ cười. Giới thiệu lẹ con ơi, trời ơi. Dầm chỗ này nè. Vũ. Phụ trách quản lý chị em phụ nữ. Bác bà lại Kim. Tôi là Kim. Lớp trưởng cũ. Bây giờ đang học ở Úc. Đang học về khách sạn. Rồi, kia chuẩn bị đi. Vô. Quản lý khách sạn. Mình đang làm tồn. Nhưng mà hiểu. Học ngành IT. IT trường gì? Trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi. Vượt qua gì vậy? Mình đã tính mình học giờ đang học năm 3 Đại học Quốc tế. Đang học ngành IT. Chưa có bạn gái nha. Tôi nói gì ta thôi hẳn gì lại vậy? Ta phải với mẹ không biết à? Em có thể nói. Em có thể nói cái gì? Giữ hình tượng lên trên phim đó. Gọng lên thôi anh. Cậy lên. Mấy lên. Gọng lên. Không bị dược cái gì. Mình đang là anh. Hiện mình đang học dược. Học ở Dược Hồ Chí Minh. Nghề tay trái của mình là làm hoa. Làm hoa chưa? Làm hoa luôn đó, tôi cưới. Ông làm hoa con nha. Hát cưới không? Ông làm hát cưới hả? Rồi nhớ nha. Hello mọi người, Phương tên là Phương. Phương đang là du học sinh bên New Zealand. Phương học năm sau là năm 2. Phương học kiểm toán với ngân hàng. Nấu kè. Ba kiếm cầm bao quan đó. Rồi tới Vĩ. Hai, mình là Vĩ. Đang kiểu như là đà. Bay bay thôi. Mình là tập trung cầm chuột. Đánh bom liều chết giờ. Mình là Vĩ học tại Ramit. Đang học cái commercial. Tiếp quay bài vậy. Ủa vậy hả? Xong rồi hả? Ủa vậy là hai người này phải giới thiệu với hai người này là có liên quan. Bạn gái cũng vậy. Tình cảm, okay. Nhưng mà có thể lập vùng gì nữa không sao. Hai đứa này bao đầu. Rồi, tới Tú giới thiệu kìa. Rồi, tới Tú giới thiệu kìa. Không biết, Phi Tú vậy. Em đi dũng. Nó liên thối. Phi Tú vậy. Mình là Tú. Rồi, bây giờ mình đang đi làm. Tôi là Cam. Nghe nó có quán ăn không? Nghe nó chủ nhà hàng đó. Đây mình treo ảnh đằng phía.